tính cách người tuổi mão thế nào? Người tuổi mão sinh vào các năm kỷ mão 1939, 1999 thuộc mệnh thổ, tân mão 1951 thuộc mệnh mộc, quý mão 1963 thuộc mệnh kim, ất mão 1975 thuộc mệnh thủy, đinh mão 1987 thuộc mệnh hỏa. Tính cách người tuổi mão Mão, con mèo, là con giáp đứng thứ tư trong 12 con giáp. Người tuổi mão luôn được đánh giá là những con người thông minh, Mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Tuổi Mão đối xử với mọi người bằng sự nhiệt tình, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn. Trong công việc và cuộc sống, người tuổi Mão rất tinh nhanh, thông minh, giàu trí tưởng tượng và cực kỳ nhạy bén nên họ luôn thành công trong các lĩnh vực cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật. Tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, tài trí và khả năng tập trung cao độ trong công việc. Từ đó, họ làm việc năng suất có thể gấp nhiều lần người khác. Dù trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào, những người tuổi Mão đều có khả năng điều khiển cảm xúc, giữ thái độ bình tĩnh, hòa hợp. Thường người sinh năm Mão phần lớn là người có tài đức, xuất sắc hơn người. Họ sống cá tính với những nét nổi bật như sống ung dung, tự do tự tại và luôn luôn lạc quan, lương thiện, dễ tha thứ cho người khác, hoạt bát thích ứng với mọi hoàn cảnh, có thể sống thân tình với bất cứ ai, kiên cường, bất khuất nhưng cũng nhường nhịn, không thích tranh giành với người khác, có chí tiến thủ biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên. Đối với vấn đề tình cảm, người tuổi Mão sống rất tình cảm, thích yên ổn, luôn nhạy cảm. Họ có nghệ thuật yêu đương để tạo ra sự cuốn hút đối với người khác giới. Tuổi Mão giàu óc tưởng tượng, đặc biệt tế nhị trong cách ứng xử với vợ hoặc chồng. Đôi khi họ cũng rơi vào cảm giác bất an, lo lắng. Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng tuy nhiên họ khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Tuổi mão đề cao lòng tự trọng và có cái tôi khá lớn. Họ hài hước, luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho người khác nhưng đôi lúc vô tình tự làm buồn chính mình. Những người tuổi mão nhạy cảm, dễ xúc động và có đời sống nội tâm phong phú. Bởi vậy họ dễ tổn thương cũng dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Trong một số trường hợp, họ có nhiều phán đoán nhanh chóng, chính xác như thể được giác quan thứ sáu mách bảo. Mặc dù luôn được khen là con mèo khôn ngoan, nhưng tuổi Mão cũng có những nét tính cách trở thành nhược điểm. Ví dụ như một số người tuổi Mão tính cách hơi thất thường, mâu thuẫn trong suy nghĩ, khá bảo thủ, không nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Người tuổi Mão nên khắc phục tư tưởng ngại gian khổ, khi gặp khó khăn dễ nản lòng, xây dựng cho bản thân một tư tưởng ổn định, không tránh né hiện thực. Loại bỏ tư tưởng hư vinh, thói quen ưa sống hưởng thụ, khắc phục tính chủ quan, quan liêu và đức tính dễ tin người khác dễ dẫn tới hỏng việc hại cho bản thân. Những người nổi tiếng tuổi mão. Việt Nam có nhiều danh nhân tuổi mão như Phạm Ngũ Lão, 1255 đến 1320, sinh năm Ất Mão, ông là danh tướng thời Trần, quê ở làng Phù ủng, huyện Đường Hào, nay là huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông rất tài giỏi, văn võ song toàn nên được Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn gả con gái nuôi và tiến cử lên vua Trần Thánh Tông. Trần Quốc Toản, 1267 đến 1285, sinh năm Đinh Mão, sinh ở xã Trang Liệt, nay là phường Trang Liệt, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trần Quốc Toàn là người anh hùng trẻ tuổi chống quân Nguyên Mông, nổi tiếng với giai thoại bóp nát quả cam vì phẫn trí ở hội nghị Bình Than. Nguyễn Thiếp, 1723 đến 1804, sinh năm Quý Mão, ông là người làng Mật thôn, huyện La Sơn, trấn Nghệ An, nay là huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Là ẩn sĩ trên núi Bùi Phong, ông được vua Quang Trung mời ra chỉ đạo việc học trong nước, Ông làm viện trưởng viện Sùng chính, chuyên biên dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm. Phan Bội Châu, 1867 đến 1940, sinh năm Đinh Mão, ông ở làng Đan Nhiễm, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là chí sĩ yêu nước, lập hội Duy Tân để học việc cách tân đất nước, lãnh đạo phong trào Đông Du ở Nhật, thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Trung Quốc. Hoàng Văn Thái, 1915 đến 1986. Sinh năm ất Mão, ông là đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam, quê ở xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Trên thế giới có một số ngôi sao tuổi Mão như diễn viên Angelina Jolie, 1975, ất Mão, là ngôi sao đình đám Hollywood, không chỉ là diễn viên đóng tốt cả phim nghệ thuật và thương mại, Angelina Jolie còn thường xuyên có mặt trong danh sách những phụ nữ đẹp nhất thế giới, trong 6 lần được đề cử quả cầu vàng. Cô đã ba lần giành chiến thắng liên tục trong các năm 1998, 1999 và 2000. Brad Pitt, Johnny Depp, 1963, Quý Mão, cũng là hai nam diễn viên sáng giá của Hollywood, Mỹ. Trân Tử Đan, 1963, Quý Mão, là ngôi sao dòng phim võ thuật của Trung Quốc.